Sáng kiến y tế, thuốc chống độc rắn từ kháng thể ngựa. Những sự thật giật mình về HPV. Giúp con hiểu về giới tính và dự phòng tương lai. Quý vị khán giả đang theo dõi Alo Doctor trên VTV9, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 1900 969 600 nếu quý vị cần tư vấn chăm sóc sức khỏe. Chương trình sẽ mở đầu với nhiều thông tin y tế đáng chú ý trong tin mới Doctor. Khoa chỉnh hình nhi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cho biết, thời gian gần đây, tần suất trẻ em bị tổn thương phải nhập viện do tự chế pháo tăng lên. Chỉ trong hơn một tháng qua, đơn vị này tiếp nhận 4-5 trường hợp trẻ em tai nạn do pháo nổ. Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cảnh báo việc trẻ em tự chế tạo pháo theo các công thức trên mạng xã hội là vô cùng nguy hiểm. Việc này tiềm ẩn nguy cơ phát nổ, nhẹ thì có thể dẫn đến những vết thương đơn giản, nặng thì gây mất bàn tay, nặng hơn nữa là tổn thương mặt và cơ thể, thậm chí có thể gây tử vong. Bác sĩ khuyến cáo gia đình và nhà trường cần có sự quản lý chặt chẽ, giải thích cho các em hiểu sự nguy hiểm của việc tự chế pháo. Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, những ngày qua tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân ngộ độc do rượu. Những trường hợp ngộ độc do rượu này đa phần trong tình trạng nguy kịch, trong đó đã có nhiều trường hợp bị mù mắt vì ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Bệnh nhân này đang phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do bị ngộ độc rượu có chứa cồn công nghiệp methanol. Bệnh nhân nhập viện với chỉ số methanol trong máu rất cao. Chỉ trong 2 tuần gần đây, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hơn chục trường hợp ngộ độc rượu thông thường và rượu chứa cồn công nghiệp. 2/3 trong số đó bị biến chứng nặng. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai còn cảnh báo thêm, kể cả uống rượu thông thường như rượu chuẩn, xịn, rõ nguồn gốc, nhưng nếu uống quá nhiều, lạm dụng nó thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề ngộ độc. Những ngày cận Tết thì lượng máu của Ngân hàng Máu Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh cấp phát cho các bệnh viện tăng 20%. Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguyên nhân là các bệnh viện tăng cường điều trị để bệnh nhân xuất viện trước Tết, đặc biệt tăng cao bệnh nhân mổ nên nhu cầu dùng chế phẩm máu, hồng cầu lắng, tiểu cầu cũng tăng. Trước tình hình này, bệnh viện đã có kế hoạch dự trữ máu tại Ngân hàng Máu, đảm bảo tối thiểu khoảng 10.000 đến 11.000 túi máu trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó còn có ngân hàng hồng cầu lắng đông lạnh, đảm bảo người hiến nhóm máu hiếm, đặc biệt là nhóm Rh-. Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia tiếp tục theo đuổi mục tiêu hạn chế chất béo gây hại để ứng phó với những tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Năm 2018, WHO kêu gọi loại bỏ chất béo chuyển hóa trong thực phẩm sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới vào năm 2023. Tuy nhiên, tính đến nay, chỉ có 53 quốc gia, chiếm 46% dân số thế giới, đang thực hiện các chính sách tối ưu để hạn chế chất béo độc hại này. Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh, chất béo chuyển hóa mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe con người và kêu gọi các quốc gia khác tham gia và tăng cường đối thoại với ngành công nghiệp thực phẩm. Các nhà khoa học Costa Rica đã có sáng kiến sử dụng nọc độc của rắn tiêm vào ngựa để tạo kháng thể chữa trị cho những người bị rắn cắn. Nọc độc của rắn được tiêm vào ngựa với liều lượng nhỏ có kiểm soát, điều này gây ra phản ứng miễn dịch ở ngựa. Sau đó, các nhà khoa học tách huyết tương từ máu ngựa mà không làm con vật bị tổn thương. Huyết tương được đưa đến phòng thí nghiệm, nơi kháng thể có khả năng chống độc rắn được chiết xuất, khử trùng và xuất đi các quốc gia khác. Thưa quý khán giả, nhiều người vẫn nghĩ rằng HPV chỉ lây nhiễm khi quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên thì đó là một trong những quan niệm chưa đầy đủ. Trên thực tế, ngoài đường tình dục, HPV còn có thể lây nhiễm qua những kiểu tiếp xúc khác như lây từ mẹ sang con hoặc tiếp xúc niêm mạc với người bị nhiễm HPV. Nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy tỷ lệ học sinh quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi đang gia tăng, nhất là khi các em đang ngày càng có điều kiện tiếp xúc với mạng xã hội. Ở độ tuổi này, các em thường chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình, nên nguy cơ nhiễm HPV ngày càng gia tăng. Do vậy, việc giáo dục giới tính và dự phòng sớm cho các em nhỏ, không phân biệt là nam hay nữ, nên được tiến hành sớm ngay từ độ tuổi dậy thì.
Trên thực tế, để trò chuyện thẳng thắn với con về vấn đề này không phải dễ. Alo Doctor sẽ chia sẻ đến quý khán giả những kinh nghiệm giáo dục giới tính của một gia đình có con gái năm nay 16 tuổi ngay trong phần sau của chương trình. Tôi năm nay 60 tuổi, đang dùng thuốc điều trị tiểu đường. Thời gian gần đây, tôi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ có cảnh báo tôi bị suy thận độ 1 và phải điều chỉnh chế độ ăn uống. Vậy thì đối với người suy thận cần phải lưu ý gì trong chế độ ăn uống? Đây là nội dung câu hỏi mà nhiều khán giả gọi đến hotline của Alo Doctor là 1900 96 9600, xin được tư vấn. Và sau đây là giải đáp từ bác sĩ. Với những bệnh nhân bị suy thận á, thì người ta chia làm 5 giai đoạn. Thì tùy mỗi giai đoạn á, nó sẽ có khuyến nghị dinh dưỡng khác nhau. Đối với những bệnh nhân mà suy thận chưa có chạy thận nhân tạo á, thì họ cần phải hạn chế đạm. Ví dụ người có suy thận độ 1, độ 2 thì lượng đạm chỉ khoảng từ 0.8 đến 1 gram protein bạc ký. Hoặc là người suy thận độ 3, độ 4, thậm chí độ 5 á, thì họ có thể giảm xuống 0.8, 0.6 gram protein bạc ký. Thận của mình á, là cái cơ quan giúp cho mình lọc các vi khoáng, lọc các ion và đồng thời nó cũng lọc đi chất đạm. Thận của mình nó yếu rồi, mình ăn quá nhiều đạm thì thận nó làm việc không nổi, thì nó làm cho thận ngày càng yếu hơn. Phải biết lựa chọn các loại đạm mà khi ăn vào họ phải hấp thu được hết. Đối với những bệnh nhân mà suy thận đang chạy thận nhân tạo thì họ lại có một cái chế độ ăn riêng, tùy vào cái hôm đó họ phải lọc máu bao nhiêu hoặc chạy thận như thế nào thì họ lại phải cần tăng giảm cái lượng đạm phù hợp với cái chương trình chạy thận. Quý vị, giáo dục giới tính cho trẻ là một trong những vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, nếu không có phương pháp hợp lý thì trẻ sẽ rất khó tiếp thu, thậm chí có thể ngại ngùng hay là xấu hổ. Và câu chuyện sau đây bắt đầu từ việc một người mẹ luôn cố gắng làm bạn với con và dạy con gái học cách tôn trọng chính bản thân mình. Ngay từ khi con gái còn nhỏ, chị Giang đã rất chú trọng nói chuyện với con về những vấn đề về giới tính. Những câu chuyện về sức khỏe, tình yêu hay cả những biện pháp bảo vệ bản thân đều được chị khéo léo lồng ghép vào những cuộc nói chuyện thường ngày. Mình không để dồn tất cả lại đến cái năm con 13 tuổi mới nói một thể, mà nó đã được giải rác từ khi còn bé là tôn trọng cơ thể, lớn lên thì nó mới có thể có một cái mối quan hệ lành mạnh. Bởi vì tất cả các mối quan hệ lành mạnh với mình trước hết nó đến từ sự tôn trọng. Đến nay khi con gái chị đã 16 tuổi, hai mẹ con chị đã có thể thoải mái chia sẻ về các vấn đề mà mọi người vẫn gọi là chuyện khó nói. Nhận thức về các vấn đề sức khỏe sinh sản như phòng ngừa HIV hay HPV đều được bé nắm rõ và chủ động các biện pháp phòng ngừa. Với mình thì không có cái gì mà quan trọng bằng việc là đấy, mình đã xây dựng cả một cái mối quan hệ bình đẳng rất là lâu với con, để lúc đấy cái việc nói thẳng đấy với con nó không hề có cái gì là sốc cả, mà nó lại được hiểu là một sự quan tâm. Em không bao giờ nghĩ là đấy là những vấn đề mình phải ngại ngùng khi nói chuyện đó với mẹ mình. Nhưng mà đương nhiên là vì mẹ em rất là tự nhiên, từ bé lớn lên lúc nào như mẹ nói, lúc nào bắt đầu những vấn đề nhỏ, nói chuyện về những vấn đề nhỏ mà hồi bé mình trải qua. Theo các chuyên gia tâm lý và giáo dục, sự thấu hiểu và đồng hành của cha mẹ giống như chiếc áo giáp bảo vệ, mang đến an toàn về thể chất và tinh thần cho các con, cả trong hiện tại và tương lai. Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại Alo Doctor hôm nay. Quý vị hãy tiếp tục tương tác cũng như đặt câu hỏi cho chương trình thông qua số điện thoại hotline là 1900 96 9600. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.